Dù mất ngủ kinh niên, cũng phải đặt mình xuống là ngủ khì như heo con no sữa. Có đến tận 6 món canh trị mất ngủ liền đấy nhé. Canh sườn hạt sen. Bắt canh sườn non nên cùng hạt sen, không chỉ giàu dưỡng chất mà còn rất tốt cho ai mắc chứng mất ngủ. Sườn sau khi làm sạch cho vào ninh, hạt sen tươi bóc vỏ, bỏ tầm sen và chần qua nước sôi. Khi sườn sôi khoảng 15 đến 20 phút thì cho hạt sen vào ninh cùng cho nhừ. Tiếp đến là khoai tây cắt miếng vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Canh chín, rắc hành lá nhỏ cho lên trên cho món ăn hấp dẫn. Canh rau rút cát rô rất tốt cho người mất ngủ, suy nhược thần kinh, ăn uống kém. Để chế biến món này, cần làm sạch rau, bỏ rễ và lớp phao trắng bên ngoài, rồi rửa sạch thái nhỏ. Cá rô làm sạch, lọc lấy thịt. Ướp thịt cá đã thái mỏng với gia vị cho ngấm. Xương cá giã nhỏ lọc lấy nước, đun sôi nước lọc xương. Sau đó cho thịt cá vào, quấy đều. Đun sôi khoảng 5 đến 7 phút thì cho rau rút vào. Nêm gia vị vừa đủ, canh dùng nóng với cơm. Canh hoa thiên lý nấu cua, mát, bổ và rất có ích cho người khó ngủ. Cua đồng gỡ mai để riêng, bỏ yếm, rửa sạch để ráo, cho vào cối giã nhuyễn. Lọc lấy nước cua, bỏ bã. Lấy phần gạch ở mai cua rồi ướp với hạt nêm. Hoa thiên lý rửa sạch để ráo. Cho nước cua vừa lọc vào nồi cùng chút nước mắm rồi đun với lửa vừa. Nước cua sôi, cho gạch cua vào, vặn nhỏ lửa. Đun khoảng 5 phút để gạch và rêu cua đóng thành bánh. Sau đó cho hoa thiên lý vào, nấu chín, nêm gia vị, hạt nêm sao cho vừa ăn. Canh hến linh chi. Theo đông y, linh chi có vị ngọt, tính on, rất có ích cho người mất ngủ, mệt mỏi. Thịt hến có tính lạnh, không độc, giúp nhuận trường, an thần. Do vậy, canh hến linh chi là món ăn tốt cho người mệt mỏi, mất ngủ, tiêu hóa kém. Linh chi thái lát mỏng, cho vào nồi đất đun sôi khoảng hơn 1 giờ. Sau đó lọc linh chi lấy nước, bỏ bã. Thịt hến làm sạch, đem nấu chung với nước linh chi. Khi thịt hến chín, cho đường phèn vào. Đun nhẹ cho tới khi đường phèn tan hết. Canh vịt trắng, bí xanh. Đây là món ăn có tác dụng an thần, thanh nhiệt, chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược. Vịt làm sạch, chặt miếng vừa ăn. Cho vịt vào nồi, cùng túi vải đựng phục thần, mạch môn và nước. Đun sôi khoảng 20 phút thì cho tiếp bí xanh thái miếng vào. Tiếp tục đun đến khi vịt lý chín như nêm vị là được. Canh lợn thịt, hào biển có tác dụng trị mất ngủ, tim đập giòn. Thịt lợn rửa sạch thái miếng, cho vào nồi cùng với hàu, thêm nước vừa đủ rồi nấu canh. Khi thịt chín thì cho gia vị vào là được. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng tưởng ai cũng ăn được quýt. Người mắc bệnh sau thì đừng ăn kẻo mang họa. Không thể phủ nhận, quả quýt giàu dinh dưỡng và có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, ăn quýt lại không tốt cho sức khỏe của một số người. Giá trị dinh dưỡng của quả quýt. Dưỡng chất trong quýt rất phong phú. Trong 100g thực phẩm hấp thụ, hàm lượng protein của quýt gấp 9 lần lê, hàm lượng canxi gấp 5 lần lê, hàm lượng phốt pho gấp 5,5 lần lê, vitamin B1 gấp 8 lần, vitamin B2 gấp 3 lần, vitamin C cũng gấp 10 lần. Quýt chứa thành phần chống oxy hóa, có thể tăng cao khả năng miễn dịch, chống sự phát triển của u bướu. Ngoài ra, quýt còn có tác dụng chống lại tia bức xạ của máy tính. Trong quýt chứa nhiều vitamin A và beta carotene, có thể bảo vệ da cho những người thường sử dụng máy tính. Hơn nữa, các thành phần dinh dưỡng trong quýt còn giúp chống lại sự phá vỡ axit uric trong máu. Các loại axit hữu cơ và vitamin trong quýt điều hòa chức năng trao đổi chất trong cơ thể, đặc biệt là người già mắc bệnh tim. Tuy nhiên, trên thị trường có những loại quýt được ngâm ướp hóa chất để bảo quản được lâu, tránh mất nước và bóng đẹp.
Những hóa chất này có thể ngấm sâu vào trong quả quýt, khi ăn có thể gây ra nhiều rủi ro về mặt sức khỏe. Chính vì vậy, người dân nên hết sức lưu ý khi chọn và mua các loại quýt, cam. Những người không nên ăn quýt. Mặc dù quýt là loại trái cây ngon, dễ ăn và có lợi cho sức khỏe, nhưng nó lại là thực phẩm không có lợi cho một số người. Vì vậy, nếu bạn thuộc những nhóm đối tượng sau, nên hạn chế ăn quýt. Những người sau phẫu thuật đường tiêu hóa hạn chế ăn. Trong dịch nước ép các quả thuộc loại cam, quýt, phần lớn có chứa thành phần axit citric với hàm lượng tương đối cao. Chúng thường tồn tại dưới dạng muối natri citrat, chất thường dùng để chống đông máu. Chất này sẽ tạo phức với ion Ca2+, do đó cản trở quá trình tạo prothrombinase và thrombin là những yếu tố quan trọng tham gia trong quá trình đông máu. Vì thế, những người sau phẫu thuật đường tiêu hóa như dạ dày, ruột, ở các vết mổ chưa hoàn toàn hồi phục, thậm chí cả ở các trường hợp có các vết viêm loét có nguy cơ xuất huyết, nếu ăn loại quả cam quýt cũng phải thận trọng để tránh hiện tượng chảy máu ở chỗ bị tổn thương. Người đang bị ho. Các loại trái cây họ cam quýt có lợi cho sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, trong những ngày trẻ bị ho, những loại quả trên sẽ không giúp con trị ho mà còn khiến nặng hơn. Chúng có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Vỏ quýt có thể chữa ho, lòng đờm, nhưng thịt quýt lại có tác dụng ngược lại. Trong thịt quýt có chứa lutein, lớp mỡ tích tụ dưới da làm cho cơ thể vận động một cách nặng nề, chậm chạp, vụng về, khiến cơ thể sinh nhiệt, sản sinh ra nhiều dịch đờm hơn. Bạn hãy thay thế bằng những loại quả nhiều nước như dưa hấu, dứa, táo, lê hay nho. Tuy nhiên, chỉ nên uống với một lượng hạn chế, tránh uống nhiều. Một số lưu ý khi ăn quýt. Không ăn kết hợp quýt và củ cải cùng nhau. Củ cải sau khi vào cơ thể, nó sẽ nhanh chóng sản xuất ra một chất gọi là sulfate và sớm chuyển hóa thành chất gây ức chế tổng hợp, hormone tuyến giáp là thioxaminase. Nếu lúc này mà ăn quýt, flavonoid trong quýt sẽ bị phân giải trong dạ dày và chuyển thành hydroxyl và axit ferulic. Hai chất này có thể tăng cường tác dụng ức chế của thioxaminase đối với tuyến giáp, ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp. Đang đói không nên ăn quýt. Trên thực tế, quýt có rất nhiều công dụng, nhưng không nên ăn quá nhiều trong một lần và không nên ăn trong khi đói, bởi quýt chứa axit, nó dễ làm tổn thương dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Quý hơn cả muối mít, trên thế giới họ chuộng hạt mít vì chữa khỏi 6 loại bệnh sau. Trước giờ nghe truyền tai là ăn vào, đánh rắm thối có dám động đến đâu. Mít là một trong những món khoái khẩu của nhiều người bởi mùi thơm hấp dẫn và vị ngọt đặc trưng của nó. Thông thường, khi ăn mít, chúng ta thường bỏ sơ và hạt, chỉ lấy phần thịt vàng ống. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hạt mít cũng có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và làm đẹp da như nhiều loại hạt và củ khác. Ngăn ngừa ung thư. Nếu như ở các nước phương Tây có hạt hạnh nhân, hạt ấp chó, thì Việt Nam lại có hạt mít. Hạt mít mùi bùi, chứa tinh bột tự nhiên và các hoạt chất thần kỳ, giúp chống chọi căn bệnh ung thư quái ác một cách vô cùng hữu hiệu. Khoa học đã chứng minh, ăn hạt mít luộc cùng với mật ong nguyên chất sẽ càng tăng dược tính mạnh mẽ. Trong mật ong và hạt mít có chứa những chất kháng virus cực mạnh, giúp tìm và tiêu diệt cũng như ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển từ sâu bên trong cơ thể. Ngăn ngừa táo bón. Hạt mít có chứa chất xơ không hòa tan. Đây là chất xơ có tác dụng duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giải độc ruột. Khi ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cho tóc và da trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, hạt mít còn giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, bảo vệ cho trái tim khỏe mạnh. Bổ sung sắt cho cơ thể. Sắt là một thành phần của hemoglobin,
Đây là chất giúp hỗ trợ quá trình oxy hóa của cơ thể, giúp tái sinh các tế bào máu đỏ. Khi sử dụng những thực phẩm giàu sắt sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ thiếu máu và những bệnh rối loạn máu khác. Đồng thời, sắt cũng thúc đẩy quá trình lưu thông máu, trong khi vẫn giữ cho trái tim và bộ não luôn khỏe mạnh. Làm săn chắc cơ bắp. Nếu bạn muốn sở hữu cơ bắp luôn khỏe mạnh và săn chắc, hạt mít là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Trong hạt mít chứa hàm lượng protein cao. Theo các chuyên gia y tế, protein thực vật có lợi hơn nhiều so với sử dụng đạm động vật. Trong khi đó, các protein có trong hạt mít không chứa cholesterol nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dùng. Giảm bớt căng thẳng và ngăn ngừa nhiễm trùng. Khi bạn thường xuyên sử dụng hạt mít sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm trùng, mắc các bệnh do virus và vi khuẩn gây nên. Nguyên nhân là hạt mít có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Bên cạnh đó, hạt mít còn có thể ngăn ngừa mụn và cung cấp độ ẩm tuyệt vời cho da. Không chỉ vậy, nó còn chứa một loạt các vi chất dinh dưỡng, giàu protein, làm giảm bớt căng thẳng và hạn chế các bệnh về da. Tốt cho đôi mắt. Hạt mít giàu vitamin A có tác dụng duy trì một đôi mắt sáng khỏe. Không chỉ vậy, vitamin A cũng ngăn chặn các bệnh về mắt như bệnh mù trong đêm. Ngoài ra, vitamin này cũng giúp tóc trở nên khỏe đẹp, giảm thiểu tình trạng tóc khô gãy rụng.